Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Aloxe. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Hát Hòa Việt Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếng Cù, thành phố Tường An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem một cái màu sắc mà mình thấy là rất là ok luôn các bạn. Đây là cái màu bạc xanh đen, phiên bản cao cấp nha các bạn ha. Với mức giá bán hiện tại là 43 triệu 900 nghìn đã bao VT rồi. Còn anh em nào muốn mua cái màu bạc mà đỏ đen á, màu bạc đỏ đen thì video trước mình cũng quay sơ cho anh em xem á, thì cái màu sắc đó cũng rất là ok nha. Đó, thì anh em có thể là xem tổng thể cái màu cách phối màu sắc này, nhìn chung mà mình thấy là nó rất là hợp nhãn với mình. Còn anh em như thế nào là mình không biết ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái chiếc màu bạc xanh đen này nhé. Anh em xem tổng thể chiếc xe ha, cách phối màu sắc này thì mình thấy là rất là ok luôn. Màu bạc phối với xanh, xanh kiểu là xanh dương đó nha. Đây là cái logo 3D 125 màu bạc ha, nhìn rất là nổi luôn, nhìn kiểu nó sang đó nè. Rồi màu xanh, xanh kiểu xanh dương. Logo phía sau ha, logo phía sau cũng là dạng logo màu bạc luôn đó. Anh em xem tổng thể chiếc xe nè, quá tuyệt vời. Anh em nào mà thích nổi hơn hoặc là anh em nào mà kiểu mặn hỏa thì anh em có thể lựa chọn cái màu bạc bạc đỏ, đỏ đen cũng được. Đây thì khi mà anh em nhìn từ cái mặt nạ chỗ này thì được thiết kế màu xanh nè, màu xanh anh em nha, màu xanh đó. Thì những cái chi tiết màu xanh thì nó sẽ thay thế bằng cái màu đỏ nếu như anh em nào mua chiếc màu đỏ nha. Còn chiếc màu xanh thì nó sẽ như thế này đó. Những chi tiết nào màu xanh thì sẽ được thay thế thành màu đỏ nha anh em đó. Cũng có nhiều anh em bảo là hóng những anh em nào mà mua về sau đó thay những cái chi tiết màu xanh hoặc là màu đỏ thành màu đen, như vậy thì nó sẽ bị sai cờ vẹt xe anh em nhé. Nếu mà màu xanh mà anh em thay lại thành màu đen á, thì nhìn nó cũng đẹp á, nhìn nó kiểu cứng cái xe hơn anh em. Nhưng mà có một cái là nó bị sai trên cờ vẹt xe, anh em phải đi đổi màu cờ vẹt xe nữa thì nó mới hợp lệ anh em nha. Còn không thì anh em thay như vậy thì anh em đi đường dễ bị công an hỏi lắm anh em ha. Đó. Rồi heo dầu cũng là màu bạc luôn anh em. Xe 125 thì không có ABS nha, chỉ được trang bị phanh CBS thôi. Rất là 47 luôn. Cho phần nhựa đen chở phần này thì được sơn bóng nha anh em, được sơn bóng. Chỉ có cái phiên bản đặc biệt thì nó mới là sơn nhám thôi. Còn chỗ này được sơn bóng luôn nha, lên màu sắc rất là ok. Nó không còn những cái chi tiết gọi là chi tiết bạc nhám này kia giống như đời 160 trước đây nữa anh em. Nhưng mà cách phối màu sắc này nhìn nó sẽ ok hơn rất là nhiều, đẹp hơn. Có nhiều anh em bảo là 125 những cái đời trước đây nó không có nhiều lựa chọn mà ít màu quá đó, thì sang đời 2025 thì Honda làm rất là nhiều màu, 6 màu luôn, 6 màu sắc cho anh em mình lựa chọn nha, tha hồ anh em mình lựa chọn luôn. Anh em nào mà đang có dự định mua xe EB thì thời điểm này là rất hợp lý luôn, quá đẹp. Cũng có rất là nhiều anh em mới vừa mua xe đời 2024 xong cái tự nhiên ra cái đời mới ha, rất là tiếc nuối luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc này là 2,14 lít trên 100 cây số anh em nha. Đây. Quá đã. Còn những cái món phụ kiện mà lắp trên AB 2025 á, thì nó sẽ giống hoàn toàn những cái đời trước 2022, 2023, 2024 anh em nha. Nói chung là xe 4 van là giống nhau hết anh em nha. Đó, từ ba ga bất yên hoặc là sàn để chân này kia sẽ giống nhau hết hoàn toàn. Đó. Đây, động cơ 4 van anh em nha. Động cơ 4 van là cái logo SPLS màu xanh như thế này. Cũng có rất nhiều anh em chưa biết được là xe mình là đời 4 van hay đời 2 van. Đó, nhiều anh em hay mua nhầm cái phụ kiện. Đó. Xe đời 4 van thì đơn giản là anh em xem cái logo SPLS màu xanh dương thì nó là đời 4 van, là xe đời mới nhất nha. Rồi. Về phần mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì cũng giống như đời trước đây anh em nha, nó không khác gì anh em nha. Cốt pha thì không có bích xin nha. Công tắc đèn thì không có rồi, đương nhiên thì anh em muốn tắt đèn được thì mình phải đổ tắt đèn. Rồi cơ bản thì chiếc màu này là như vậy thôi. Anh em nào tham khảo chi tiết hơn thì anh em hãy comment phía bên dưới hoặc là đến với cửa hàng hệ thống Hát Hòa Việt Minh chi nhánh số 4 để xem chi tiết chiếc này ha. Còn khi nào chiếc màu đỏ về nữa thì mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem cái chiếc màu đỏ. Chiếc này nhìn rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em có cảm nhận như thế nào về chiếc bạc xanh đen phiên bản cao cấp của
125 thì anh em hãy comment phía bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nha. Anh em nào mua 160 thì cũng có màu sắc này luôn, nên là anh em cũng có thể là xem cái phiên bản AB160. AB160 và AB125 thì nó y xì với nhau anh em nha, nó không có khác nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái phần cái logo thôi. Rồi hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật thông tin về xe máy nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều.